Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em xin phép là giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe hot nhất của Toyota trong vòng 2 năm trở lại đây, hơn 2 năm trở lại đây, là dòng xe Toyota Cross luôn luôn đứng đầu trong phân khúc crossover hạng B. Và từ lúc ra mắt đến giờ thì luôn luôn trong tình trạng là thiếu hàng. Thì hôm nay em có một chiếc là Toyota Cross phiên bản G 1.8G màu trắng ngọc trai, nội thất nâu đỏ hay là đỏ đun đấy, cũng tùy theo cách gọi. Thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị về màu. Thứ nhất là cái màu trắng ngọc trai này nó sẽ cao hơn các màu khác 8 triệu. Và trong khi mà giới thiệu về cái nội ngoại thất chi tiết chiếc xe này thì em sẽ đồng thời là báo cho anh chị về cái tình hình xe hiện tại. Thì xe Cross thì vẫn được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với 3 phiên bản lần là 1.8G. Phiên bản hiện tại trước ta đây là 746 triệu, phiên bản 1.8V, phiên bản sang cao cấp 846 triệu, hơn 100 triệu, và phiên bản thứ 3 là phiên bản 1.8HV là phiên bản xăng điện, có giá niêm yết là 936 triệu, hơn bản sang cao cấp nhất là 90 triệu. Đây, tổng thể chiếc xe màu trắng ngọc trai. Về chi tiết từng bộ phận thì thứ nhất là nếu mà anh chị để ý thì đây là logo thường thôi, ở phiên bản cao thì sẽ là logo 3D, có nghĩa là có cái chức năng giữ làn đường và cái tiền va chạm. Ngoài ra thì đèn chiếu sáng được trang bị là đèn bi halogen chứ không phải là đèn bi led như là phiên bản hai phiên bản cao cấp kia. Ngoài ra thì ở phía phần thân xe thì la răng thì vẫn chỉ được trang bị là la răng đúc với vành là 17 inch. Thì theo trải nghiệm thực tế của một vài khách hàng thì về thẩm mỹ thì có thể là không bằng hai cái phiên bản cao về cái thẩm mỹ, la răng to hơn là răng 18 và là la răng phai xước. Tuy nhiên là cái phiên bản này thì thẩm mỹ không bằng, tuy nhiên là cái lốp này, cái thành lốp nó cao hơn ấy. Nên là nhiều anh chị khách hàng trải nghiệm và chia sẻ là cái đi với cái xe thành lốp cao như này ấy, thì nó sẽ đỡ ồn và nó êm hơn một chút so với phiên bản V. Đấy, thì nó cũng là một cái luồng ý kiến này chị tham khảo thêm. Còn gương thì vẫn được trang bị là gương tự động, cửa cũng là cửa thông minh. Cốp thì 3 phiên bản như nhau, đều là cốp cơ thôi. Và như anh chị thấy, không biết là qua video anh chị nhìn có rõ không, là khi mà qua ánh nắng ấy, đây em có một chiếc là vai ướt bản trắng thường đây, anh chị nhìn qua video ấy, thì nó sẽ không có cái ánh trắng sáng và cái ánh ngọc trai như ở phiên bản Cross này. Phần đuôi xe 1.8G và phần nóc xe thì cũng không được trang bị là cửa sổ trời cũng như là dàn nóc. Nên sẽ sang giới thiệu cho anh chị về nội thất màu nâu đỏ. Đây, về phần nội thất thì thứ nhất là đây là nội thất màu nâu đỏ trên cánh cửa này, trên mặt táp lô này, và trên ghế và một cái miếng ốp nhựa ở đây được trang bị là màu nâu đỏ. Tổng thể khoang lái, ghế thì vẫn là ghế đúc lỗ, da thì là da cao cấp rồi. Còn đến hàng ghế thứ hai, cũng là ghế màu nâu đỏ và có cửa gió hàng ghế thứ hai để cốc. Xe này thì đã làm nội thất rồi anh chị ạ. Thứ nhất là xe đã được dán phim cách nhiệt này, đã được bọc trải sàn da này, và đã được lắp cái bệ bảo vệ bước chân. Đây, em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn về nội thất nhé. Đây là nội thất phía bên trong xe của chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G. Từ trái qua phải thì vẫn được trang bị là gương tự động và tự động cụp gương khi lùi. Và phía bên trên kia vẫn là có đèn auto này, có điều chỉnh đèn pha, có nghĩa là khi mà ví dụ mình chở đông người và mình có chở tải nặng ở phía sau ấy, thì cái xe của mình nó sẽ bị bênh cái đầu lên. Nếu mà trong cái trường hợp những cái xe bình thường ấy, nó sẽ làm khó chịu cho những người đi đối diện, bởi vì là khi mà cái đuôi xe mình tải ấy, thì cái đầu nó bênh lên và là gây chói mắt cho những người đối diện. Thì mình có cái chức năng là giảm cái độ cái chiều cao của cái đèn pha đi, giúp cái đi trên đường nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ở trên vô lăng thì nó cũng đầy đủ là cái phím để sử dụng cái màn hình đa thông tin ở phía bên trong mặt tablo kia. Và cái thứ hai ở phía bên tay phải này là cruise control và cái chọn chế độ nghe nhạc. Ở phiên bản này thì sẽ không có giữ làn đường cảnh báo tiền va chạm, nên là cạnh cái chỗ này sẽ không có cái phím cảnh báo tiền va chạm. Còn bên cạnh ở đây màn hình cũng là bé hơn, hơi tối một chút, đây em sẽ zoom gần hơn. Màn hình sẽ bé hơn phiên bản hai phiên bản cao cấp kia, và nhưng mà tuy nhiên là vẫn có đầy đủ là Apple Carplay và Android Auto. Ngoài ra thì điều hòa thì vẫn là được trang bị điều hòa tự động, tuy nhiên là chỉ có một vùng thôi. Và như anh chị thấy, đặc biệt là cái xe này có chế độ eco của điều hòa và có cái bật tắt cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Nếu mà mình đi một mình thì mình cần tắt cửa gió đi, rất là linh động. Đây, tổng thể ở góc nhìn từ hàng ghế thứ hai nhìn lên anh chị thấy nhá, từ trái qua phải này, đó là nội thất màu nâu đỏ. Còn hiện tại thì nhiều anh chị giá xe niêm yết thì là 746 rồi. Còn để em tính áng chừng cho anh chị về cái chi phí mà để ra biển chiếc xe này. Giá xe nó sẽ tổng thành, để ra biển nó sẽ tổng thành, thứ nhất là giá xe là 746 triệu, cộng với tiền thuế là 74,6. Khoản thứ nhất là xe này, khoản thứ hai là bảo hiểm là thuế là 74,6 triệu, cộng với tiền đăng ký đăng kiểm, cộng với tiền phụ kiện bảo hiểm, thì em cứ áng chừng nó sẽ rơi vào khoảng 860 triệu là đầy đủ cả phụ kiện, cả bảo hiểm và cả lăn bánh ra ngoài đường. Còn nếu mà anh chị muốn tối ưu hơn về chi phí thì có thể là đặt một chiếc xe không và về nhà mình nghiên cứu làm phụ kiện sau. Còn để trả góp thì xe này nó sẽ, anh chị cần tài chính nó rơi khoảng tầm 250 triệu để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường, tầm 220, 230 thôi là lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Và trong khuôn khổ video nhanh này em sẽ phép là giới thiệu qua như vậy thôi. Và nếu anh chị nào cần em hỗ trợ thêm về các về vấn đề về xe, về màu xe, về nội thất, về chính sách giá, về các cái khoản chi tiết cũng như là trả góp chi tiết thì có thể liên hệ cho em qua số hotline em ở trên màn hình. Em sẽ xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.